Ngày xưa ngày xưa, trong một khu rừng ích có một ông thần y. Vào một hôm trời rét, khi đang đi tìm cây thuốc quý, ông bỗng nghe thấy một âm thanh vô cùng kỳ lạ phát ra từ một vật thể hình hộp có ánh sáng nhấp nháy. Ông tò mò tiến lại gần thì thấy hiện lên dòng chữ: giải cứu những người hay ho. Chạm ngón tay vào vật thể đó, ông đã vô tình tham gia vào một chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ. Sao lại đông người thế này nhỉ? Mọi người cho hỏi, ở đây có ai là người hay ho không? Sao lại lắm người giữa tay thế nhỉ? Cậu có thể cho tôi biết cậu hay ho như thế nào? Ho quá, mấy hôm nay ho không ăn được gì. Giờ rời là lại ho, đau hết cả bụng chỉ vì ho, ong hết cả đầu chỉ vì ho. Ho khiến bạn cùng phòng đều cau có. Ho quá, mấy hôm qua đang ho như điên dại, lại gặp nhạc phụ tương lai. Bố thấy thằng này nhìn sai sai, ho quá nhiều rụt cổ rụt vai. Theo bố thì mày phải chia tay sớm. Đúng hôm xin việc vì ho nên đã bị công ty từ chối thẳng thừng. Công ty này không tuyển dụng nhân viên gì ho ầm ầm, mời bạn lướt sớm cho. Về lốc gì cái tầm này, đang ho cả đêm cả ngày. Thôi không siêu cay khổng lồ, làm tạm cái tí hon, tí hon, tí ho 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 ho. Cậu này ngủ giờ của tôi ư, đi học thi vật vờ như ma. Nào có dám, hôm qua em ho xuyên đêm, em ho liên miên không sao chớp mắt. Mệt là người vì thức, mặt thì thấm tựa là con gấu trúc. Thật mệt hết sức, em van xin cô không ghi tên em trong sổ đầu bài. Tôi có tiếng MC lâu năm trong khu này, mà dạo này hay ho, gió rét về là lại bị ho. Nay đám này vừa làm vừa lo, ho thế này làm MC cũng khó. Xin phép để MC tôi đây được bắt đầu. Mời họ hàng đôi bên, chú rể cô dâu. Dẹp dẹp ông ơi, ho thế này làm MC hãm quá. Nói chung bây giờ điều quan tâm nhất là tôi không thể chịu nổi rồi. Tôi không thể sống cùng người, ho suốt dù đứng dù ngồi, hành hạ tai của tôi. Thôi thôi đừng nói nhiều lời, ho đâu chỉ khổ một người. Tôi đã chịu chung nhiều rồi, giờ là lúc chôn thôi, chôn thôi. Kiểu này thì thật là nguy to, ho nhiều thì thật là đâm lo. Không thể để mấy cái cơn ho tái phát liên miên gây ra rắc rối. Mọi người thật yên chi, muốn khỏi ho chỉ cần có thuốc quý. Vì một thế giới không ho, ai ơi không ho liên miên có bao thanh rồi. Có bao thanh rồi. Chị có bao thanh rồi. Có bao thanh rồi. Giảm ho cho mình. Ôi mọi người bảo thanh tuyệt vời, bố phê tốt quá rồi. Phòng tránh ho bị tai phát thường xuyên. từng ngày dùng bao thanh, giúp khỏi ho thật là siêu nhanh. Tạm dùng bố phê giúp ngăn cho nay mai không ho liên miên, không ho tai phát. Giờ an yên, không phải sợ âm âm hót.